Hello tất cả các anh em. Mình đợt này là sản xuất là mình lại lấy rất là nhiều khóa kim long nhá. Thì nhân tiện đây là mình sẽ cung cấp luôn cho anh em, mình nhượng lại cho anh em. Mình mua cái khóa kim long ở công ty Kim Long chính hãng độc quyền. Thì bạn nào có nhu cầu thì mình lại nhượng lại cho nhé. Thì lời lãi là không thành vấn đề, thì mình cứ lấy nhiều nhiều này, thỉnh thoảng anh em cũng hỏi, thành ra là mình cung cấp luôn. Mình mua ở đây thì hàng nó giá nó cũng hơi cao, nhưng mà nó lại được cái là chính hãng 100%. Ai mà tìm được cái hàng giả hàng nhái thì mình sẵn sàng đền gấp đôi gấp ba. Giờ thì mình lấy một bộ để anh em theo dõi xem là nó xịn sò đến mức nào nhé. Đây mình giới thiệu cho các bạn đấy, kể cả là công ty tặng mình cuốn catalog đây này, Kim Long chính hãng này. Đấy thì bộ khóa của nó gồm có những gì? Tay khóa này. Lát nữa mình bóc cho anh em xem. Đây là cái hố chôn của chốt rút này. Ở đây là cái này không liên quan. Cái này là chục khóa và vít khóa này. Tem chứng chỉ này. Thì Kim Long này họ đóng các phụ kiện của một bộ khóa là rời nhau nhé. Đây, mỗi mỗi một cái bụng khóa thì nó có cái này, lõi khóa cũng riêng này. Đấy, còn miệng đón khóa thì nó có loại cho cửa một cánh thì nó xày dày hơn. Đấy, cửa hai cánh thì nó mỏng hơn nhé. Đây, để anh em so sánh nó mỏng và nó bé hơn. Đó. Cái này là không hút nam châm nha, inox 304. Đấy. Vít này cũng thế nha. Đấy, trục khóa nó rất đẹp. Ai có nhu cầu thì alo. Các bạn tin tưởng 100% là hàng chính hãng nha. Đấy, khóa nó xịn đến mức độ là anh em nhìn này. Đấy, nó đẹp, nó khôn như này mà không có một tí ba via nữa nha. Đấy, nó dập chảy khối của nó là đây, anh em nhìn rõ cái bụng này, zoom lên để anh em xem, không có một tí bavia nào. Đấy, kể cả là cái thanh inox trước mặt bệ khóa này thẳng tắp này, chứ nó không bị cong vênh như là các hàng không chính hãng đâu. Đấy, khóa kể cả bên mặt trong của nó rất là sắc nét này. Đấy, chữ dập vừa nhỏ vừa nét nhé, anh em nhìn rõ không nhỉ? Đây là cái lõi khóa này, thì nó phân biệt cái lõi khóa là mở trong và mở cửa mở ngoài thì lõi khóa nó khác nhau nhé. Đấy, khóa chìa rất là long lanh chưa, mạ chrome sáng bóng. Đây. HC. Đấy thì kể cả là từ cái trục khóa nhá. Đấy, trục xuyên suốt khóa này. Rồi ốc vít nó không có một tí ba via nào các bạn. Đấy. Đầu gót rất là tròn nhá. Đấy thì mình lắp đặt nó mới nhanh được. Anh em nhìn thấy đầu này. Đấy, nó vuốt rất là tròn nhá. Vít thì ren rất là mịn và không có một tí bao via nào, tuyệt vời. Đấy, và nó đóng rất cẩn thận nha. Mỗi một cái túi khóa đều có cái túi kẹp zip này. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi nha. Ai có nhu cầu thì cứ alo để mình sẽ cung cấp thêm cho.